Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc về việc tăng cường nguồn cung ứng vitamin A đơn thành phần dược chất. Trước đây, vitamin A liều cao dùng để bổ sung cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi, được các tổ chức nước ngoài viện trợ nhập khẩu vào Việt Nam và được phân bổ cho các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo nhu cầu, từ năm 2023, các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm vitamin từ nguồn kinh phí của địa phương hoặc từ nguồn của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ cho địa phương. Do đó, để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc vitamin A nói chung và vitamin A liều cao nói riêng, cục quản lý dược đề nghị các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc tăng cường nghiên cứu, sản xuất, tìm nguồn cung ứng và nhập khẩu thuốc vitamin A để cung ứng cho chương trình y tế.